Có lẽ trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thông báo nhân sự xuất phát của đội U23 Việt Nam trận gặp U23 Lào, rất ít người nghĩ đến cái tên Thái Bá Đạt. Với bản thân chàng trai 18 tuổi này, việc vượt qua những đàn anh như Vũ Minh Hiếu đang chơi bóng ở K-League 2, Hàn Quốc, để có tên trong danh sách 23 thành viên chính thức dự giải U23 Đông Nam Á đã là niềm hạnh phúc nằm ngoài sự tưởng tượng. Đối đầu với nhiều cầu thủ hơn mình đến 4 tuổi, thoạt đầu Thái Bá Đạt hơi bị ngộp ở lần đầu đá chính, cũng là điều tương đối dễ hiểu. Tuy nhiên sau giây phút lúng túng vì tâm lý, Đạt chơi không quá tệ và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng tạm hài lòng với ngày ra mắt của cậu học trò sinh năm 2005. Quốc Việt vẫn là trụ cột của U23 Việt Nam. Thái Bá Đạt, giữa, lần đầu được đá chính giải quốc tế khi mới 18 tuổi. Minh Tú cũng trong trận ra quân, đội tuyển U23 Việt Nam còn có hai nhân tố 18 tuổi khác, bộ đôi trung vệ Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Mạnh Hưng chơi rất chững chạc. Ngoài ra, màn chào sân của tân binh Nguyễn Minh Quang đang khoác áo câu lạc bộ hạng nhất Bình Thuận gây ấn tượng khá mạnh. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có phát hiện mới đầy giá trị khi Quang được ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với một kiến tạo, một bàn thắng. Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa gây sức ép khiến hậu vệ U23 Lào đá phản lưới nhà trong bàn mở tỷ số. Tiền vệ Phạm Đình Duy khá xông xáo hay Nguyễn Phi Hoàng kiến tạo cho Đinh Xuân Tiến ghi bàn. Tất cả đều không có mặt tại SEA Games 32. Chưa kể U23 Việt Nam còn sử dụng một tân binh khác ít người để ý là tiền vệ Trần Nam Hải, 19 tuổi, cầu thủ đã ghi bàn trong trận mở màn V-League 2023 cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu với đội U23 Lào, ống kính truyền hình nhiều lúc bắt được khoảnh khắc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lạnh lùng đăm chiêu, hoặc có phản ứng mạnh sau những pha xử lý của các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhóm 5 cầu thủ Đức Việt, Phi Hoàng, Vĩ Hào, Nam Hải và Xuân Tiến được tung vào sân kèm những điều chỉnh chiến thuật sau đó đã giúp đội U23 Việt Nam giành lại thế trận, cụ thể hóa ưu thế bằng 3 lần xuyên thủng hàng thủ số đông của U23 Lào. Rõ ràng lối chơi, sự phối hợp giữa các tuyến và giữa các vị trí của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn cần cải thiện, nhưng không gian để các cầu thủ trẻ tiến bộ vẫn còn rất lớn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bày tỏ, trận đầu tiên bao giờ cũng khó đá. Đội tuyển U23 Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào chung kết nhưng chúng tôi hiểu rõ chỉ một thoáng chủ quan, giờ xảy sẽ phải trả giá đắt. Tôi yêu cầu đội phải luôn giữ sự tập trung và tôn trọng mọi đối thủ. Đội tuyển U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ rất trẻ nên trận đấu cam go với U23 Lào là một trải nghiệm và bài học tốt. Tôi muốn đội tuyển U23 Việt Nam phải cố gắng nắm quyền kiểm soát bóng. Cả đội chỉ mới có vài buổi tập trung đầy đủ với nhau, nhưng chúng tôi có một mục tiêu là phải kiểm soát bóng để chơi, để trở nên mạnh hơn. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ kiên trì con đường này. Các cầu thủ còn trẻ sẽ cần cải thiện hơn sự tập trung, còn sai sót nếu có là bình thường. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ tiến bộ hơn ngay trong trận đấu, hay lên qua từng trận đấu. Sau trận gặp U23 Lào, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines và sau đó có thể là Malaysia, Thái Lan. Dù gặp đối thủ nào, chúng tôi cũng phải kiểm soát bóng để nhắm đến những mục tiêu cao hơn. Nhiệm vụ ngay lúc này của U23 Việt Nam là phải đi tiếp vào vòng sau, mà muốn thế, phải đánh bại được U23.